Thần thoại về ngày Tết. Ngày xưa, vào thời xa lắm rồi, người ta kể rằng có một con thần thú tên là Niên. Nó là một con vật có thân hình bò và mang đầu sư tử quái ác. Niên rất hung dữ, nó sống trên núi và thường kiếm ăn bằng cách đi săn. Mùa xuân đang đến rồi đó. Năm nay hoa xuân nở rộ đẹp quá bà con ạ. Mau mau ra đồng gặt hái để còn đón năm mới nữa. Nhà cháu đã gặt hái từ mấy hôm nay rồi. Ơn trời, năm nay mưa thuận gió hòa, trồng trọt cũng được vụ mùa, các ông các bà ơi. Phải đây, nhà tôi cũng đang chuẩn bị thu hoạch đây. Lúa má năm nay mấy hạt lắm. Chà chà, giá như được vụ mùa tốt tươi mà thêm bình an thì tốt biết mấy bà con ha. Cầu cho năm nay. Ôi trời, sao bỗng dưng giông gió nổi. Ngọc Hoàng đã ban xuống hạ giới, biết bao ưu ái như thế, mà con người dưới trần gian cứ hay than khóc thế nhỉ? Cuộc sống là phải có vui, có buồn, có khó khăn, có sung sướng, như thế mới cân bằng. Nhưng con người chẳng biết điều, hay than thở, khóc lóc, biết thế nào cho đủ. Đúng là con người dưới hạ giới rắc rối thật, làm mình tỉnh giấc vì tiếng khóc của họ. Thôi mà kệ, mình phải nghỉ ngơi tiếp để còn làm việc Ngọc Hoàng giao cho. Bao nhiêu công sức của chúng ta mà chẳng được hưởng lại, phải đem đột hết cho cái con thú Niên chết tiệt đó. Cứ mãi thế này thì chúng ta khổ sở đến chết mất. Chúng ta kêu trời, trời không thấu, chi bằng tự cứu lấy chính mình thôi. Ê con ơi, sức ta với sức thần làm sao đấu cho lại. Hơn nữa, đó là con thú thần quái vật, nó ác lắm, tốt nhất cứ nộp hết lương thực cho nó. Ai cũng muốn đấu lại con quái vật đó lắm, nhưng lực bất tòng tâm. Chẳng lẽ suốt đời chúng ta cứ chịu mãi cảnh như thế này hay sao? Hết năm này đến năm khác đều phải đem lương thực của mình làm ra cho con quái vật đó. Cậu nói cũng phải, nếu chúng ta không kiên quyết thì cứ mãi phải chịu cảnh này thôi. Vậy thì theo cậu, chúng ta phải làm thế nào? Cháu có cách này. Trước mắt chưa nghĩ ra cách đánh lại con quái vật đó, thì chúng ta xây thành quách, tường rào kỹ càng kiên cố. Nó có phép thần thông cũng không đánh bật được sắt thép. Bà con thấy thế nào? Cũng có lý, nếu không thử thì không biết ra sao. Chi bằng cứ thử làm một lần như cậu nói đi. Vậy thì chúng ta bắt tay vào ngày mai, vì không còn nhiều ngày nữa là sang năm mới rồi. Được, tôi sẽ tham gia. Tôi cũng vậy. Tất cả chúng ta cùng nhau bảo vệ dân làng. Ngay ngày hôm sau, tất cả dân làng cùng nhau đoàn kết, tập trung làm tường thành vững chắc, bảo vệ làng quê khỏi con quái vật. Lương thực của ta đâu?
Sao không có thứ gì sắp ra trước làng thế này? Lương thực của ta đâu? Lương thực của ta đâu? Mau đem ra đây cho ta. Chúng mày tự chuốc họa vào thân rồi. Lũ người ngốc nghếch, ta sẽ phá tan ngôi làng của các ngươi, cho các ngươi biết thế nào là sự điên rồ, dám chống đối ta. Bố mẹ ơi, cứu con! Thả tôi ra! Ôi trời ơi là trời, sao ngài không thương chúng con để chúng con khổ mãi thế này hả trời? Ông trời ơi, cứu con của chúng con với! Con quái vật đó cướp mất con của con rồi. Con quái vật đó bắt mẹ của con rồi. Xin mọi người hãy trừng trị tôi đi. Nếu không làm theo tôi, cứ dâng lương thực cho con quái vật đó như mỗi năm, thì chúng ta đã không đến nỗi như thế này rồi. Tôi đáng tội. Đâu phải lỗi tại cậu, tại con thần thú quái ác kia. Nó đã làm khổ dân làng ta từ năm này qua năm khác rồi. Cứ ngỡ sẽ che chắn được nó, nào ngờ nó lại mạnh đến như vậy, phá tan cái thành trì của chúng ta cất công xây dựng. Chúng ta không đủ sức chống đối con quái thú đó, chi bằng từ nay cứ phục dịch nó. Mỗi năm nó cũng chỉ quay lại một lần vào dịp cuối đông đầu xuân. Nếu mà chống đối, hậu quả thế này thật đáng sợ. Từ đó dân làng không dám chống lại con thần thú niên nữa. Cứ vào những ngày đầu tiên của năm mới, họ đặt thức ăn ở ngoài cửa để phục vụ con niên. Mùa xuân đang đến, sắp sang năm mới, vậy mà vụ mùa thất thu, thóc gạo chẳng có để ăn, thì lấy đâu ra nộp cho con thú niên bây giờ? Cả làng ta đến bị chết hết thôi. Loại người chúng ta sẽ bị diệt vong bởi con thú niên đó. Năm ngoái nộp thức ăn thiếu cho nó, nó đã hung hăng định bắt người rồi. Nó còn nhắn nhủ năm nay không đủ, nó sẽ bắt hết trẻ con trong làng. Thế này thì chúng ta sống sao nổi? Tâu Ngọc Hoàng, con người dưới hạ giới đang bị con thần thú tên Niên hoành hành. Thần nghe nói dân chúng năm nay mất mùa, không đủ lương thực để cung cấp cho nó, nó sẽ bắt toàn bộ trẻ con. Hả? Có chuyện đó sao? Vậy thì mau đi bắt nó lại. Thưa, nó là thần thú luyện tinh lâu năm, không thuộc sự cai quản của thiên giới, nên bắt được nó là điều không dễ dàng đâu ạ. Tâu Ngọc Hoàng, thần xin được đi trừ con niên đó. Liệu ngài có trừ được nó không? Nghe nói nó cao siêu và tàn ác lắm. Dù thế nào cũng phải diệt trừ nó bằng được. Chẳng lẽ thiên giới lại chịu khuất phục trước con quái vật? Thần xin xuống hạ giới để tìm hiểu nó trước. Được, vậy ngươi mau đi đi. Lửa lớn quá, thiêu đốt tà mất. Cứ tránh đi thì hơn. À, thì ra là vậy. Cứ tưởng tên quái vật nhà ngươi hung hãn không sợ trời, không sợ đất, nhưng hóa ra có những thứ khiến ngươi kinh sợ phát khiếp như vậy. Vậy thì ta có cách rồi. Lão Tiên tìm hiểu và biết được, tuy con niên hung hãn nhưng nó sợ ba thứ: màu đỏ, lửa và tiếng ồn. Lão Tiên bèn bày cách cho dân làng treo câu đối đỏ và những bức tranh Tết màu đỏ lên cửa sổ và cửa ra vào. Ngoài ra còn đốt pháo tạo tiếng nổ lớn để con niên sợ. Và quả đúng như thế, con niên sợ hãi bỏ chạy. Lão Tiên đã dùng phép thu phục con niên, khiến nó trở thành vật cưỡi cho ngài. Sau khi con niên bị thu phục, dân chúng mở tiệc lớn ăn mừng, và nghi lễ trục xuất niên vẫn được các thế hệ sau thực hiện, rồi dần trở thành phong tục đón năm mới
như treo câu đối đỏ, đốt pháo là thế. Hành trình đi tìm công lý. Luật sư Paul, tôi mang hồ sơ của Ruben tới. Mong anh hãy nộp hồ sơ này lên cho tòa án để kháng cáo giúp cho tôi và chồng tôi một lần nữa. Maria, tòa án sẽ không đồng tình với những bằng chứng trong hồ sơ đâu. Vì tôi đã giúp cô nộp đơn kháng cáo rất nhiều lần trong suốt những năm qua rồi. Nhưng đều bị kết luận là những chứng cứ có trong hồ sơ không đủ để làm căn cứ để lật lại vụ án. Tới mức này rồi, tôi nghĩ cô đừng nên cố chấp mãi nữa. Hãy chấp nhận hiện thực đi, Maria. Tôi chỉ biết rằng hiện thực là anh Ruben, chồng của tôi, đang bị ngồi tù vì án oan. Anh ấy không hề phạm tội, nhưng lại đang bị giam cầm đó. Tôi sẽ không dừng lại cho tới ngày chứng minh được chồng của tôi vô tội. Lần này tôi mang đến một thứ khác để biện hộ cho chồng của tôi. Bộ cô có bằng chứng mới ư? Đây chẳng phải là tổng thống sao? Sao cô lại đưa tôi bức ảnh này chứ? Đây là người đã gây ra vụ cướp ngân hàng chấn động ở bang Washington. Anh ta giống hệt tổng thống đương nhiệm. Nhưng cô muốn nói gì? Chồng tôi bị buộc tội chỉ vì anh ấy có ngoại hình giống với kẻ phạm tội. Tôi mang đến một người giống hệt với tổng thống. Liệu có phải tổng thống cũng là kẻ tình nghi và bị điều tra hay không? Maria, tôi hiểu ý của cô. Nhưng bức ảnh này không thể làm bằng chứng để chứng minh chồng cô vô tội được. Nó không hề liên quan tới vụ án của chồng cô. Đã 12 năm rồi, cô nên dừng lại thôi Maria. Không, tôi sẽ không dừng lại. Tôi tin rằng đến một ngày tôi có thể chứng minh anh ấy vô tội. Tôi sẽ chứng minh rằng phán quyết của tòa án năm đó là hoàn toàn không có căn cứ. Chồng của tôi không thể chịu hàm oan chỉ vì ngoại hình của mình được. Điều đó là không công bằng và thật vô lý. Tôi sẽ giúp cô một lần cuối. Nếu đơn kháng cáo lần này vẫn không được chấp nhận thì cô nên dừng lại Maria. Ruben à, hãy tin em. Em nhất định sẽ chứng minh được anh vô tội. Em vừa nộp đơn kháng cáo cho anh sao? Luật sư Paul đã giúp cho chúng ta. Một vài ngày tới sẽ có kết quả thôi. Lần này em rất tự tin là sẽ có kết quả tốt. Chắc chắn vụ án của anh sẽ được đưa ra phân xử lại. Đã 12 năm rồi, đơn kháng cáo của chúng ta chưa bao giờ được chấp nhận hết. Lần này nhất định sẽ khác. Anh phải có niềm tin chứ. Lần này em đã mang đến cho luật sư Paul một chi tiết mới. Anh ấy đã hứa sẽ giúp cho chúng ta rồi. Mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp lên thôi anh à. Anh biết là em đã muốn an ủi anh. 12 năm qua em vẫn luôn ở bên anh như vậy. Nhưng mà Maria, từ giờ em đừng nộp đơn kháng cáo làm gì nữa. Anh nói gì vậy? Anh muốn bỏ cuộc sao? Anh không muốn em phải vất vả thêm nữa đâu. Đã 12 năm rồi, từ giờ em hãy sống cho mình đi. Em đã vì anh mà buôn ba chạy vại suốt 12 năm qua. Có được người vợ như em chính là hạnh phúc lớn nhất của anh. Nhưng Maria, anh thật sự rất đau lòng khi thấy em vì anh mà phải vất vả như vậy. Cuộc đời còn dài, em đừng tốn thời gian cho anh nữa. Em hiểu ý của anh chứ? Ruben à, anh không được nói như vậy. Anh không được bỏ cuộc. Em nhất định sẽ làm tất cả để chứng minh anh vô tội. Em có thể làm tất cả vì anh, vì tương lai của chúng ta. Anh có nhớ không, chúng ta đã hứa sẽ sống bên nhau đến cuối đời mà. Em sẽ không bao giờ quên đi lời hứa đó. 12 năm qua em đã làm mọi điều có thể, nhưng đều không có kết quả gì. Anh đã ở tù 12 năm cũng đã quen rồi. Nhưng anh chỉ lo nếu em còn cố gắng vì anh, em sẽ bỏ lỡ cuộc đời mình. Em sẽ tiếp tục gửi đơn kháng cáo. Chúng ta phải có niềm tin anh à. Không thể để những nỗ lực 12 năm qua trở nên vô nghĩa được. Rồi một ngày chúng ta sẽ được đoàn tụ. Anh và em sẽ được ở bên nhau, sống những ngày tháng mà chúng ta hằng ao ước. Em nhất định sẽ chứng minh anh vô tội. Anh nhất định phải giữ vững niềm tin vào tương lai. Em sẽ luôn ở bên cạnh của anh. Alo. Maria, là tôi, Paul đây. Anh Paul, có phải đã có phản hồi đơn kháng cáo của tôi rồi hay không? Đơn kháng cáo không được chấp nhận.
Nhưng tôi có tin tốt lành cho cô đây. Tin tốt lành gì vậy anh? Một công tố viên liên bang tên là Jackie Lacey đã mở một đơn vị chuyên xem xét các bản án. Cô hãy gửi hồ sơ của mình đến đó đi. Ông ấy là một người có chuyên môn rất giỏi. Đã có rất nhiều vụ án nhờ có ông ấy mà được xử lý lại. Rất có thể ông ấy sẽ giúp được cô. Hồ sơ của chị gửi đến tôi đã đọc rồi. 12 năm qua, chị đã luôn nộp đơn kháng cáo cho chồng mình sao? Đúng vậy. Nhưng cũng là 12 năm tôi nhận về những lời từ chối. Tòa án chưa bao giờ chấp nhận đơn của tôi. Họ luôn nói rằng bằng chứng tôi đưa ra là không đủ căn cứ để giúp chồng của mình. 12 năm đủ cho người kiên nhẫn nhất cũng phải nản lòng. Vậy mà chị vẫn kiên trì sao? Để chứng minh chồng của tôi vô tội, tôi có thể làm tất cả. Là một người vợ, phải chứng kiến chồng của mình ở trong trại giam vì một lỗi lầm không phải của anh ấy, tôi thật sự không thể chấp nhận nổi. Tôi phải đòi lại công bằng cho chồng của tôi. Theo như hồ sơ thì chồng chị bị truy tố 9 tội danh liên quan đến hàng loạt vụ cướp tại một gara ô tô, và bị kết tội bởi vì anh ấy trông giống như một hung thủ vụ cướp theo lời khai của nhân chứng. Đúng vậy, đây là một kết luận thiếu căn cứ. Việc người giống người đâu phải là chuyện hiếm gặp đâu. Ngay cả tổng thống của chúng ta cũng có ngoại hình giống hệt với một tên tội phạm vừa gây ra vụ cướp ở Washington đó thôi. Nếu chỉ cứ căn cứ vào việc ngoại hình có vẻ giống với nghi phạm thì không phải tổng thống cũng sẽ phải ngồi tù rồi sao? Dù là vậy, nhưng nếu ngay từ đầu chồng chỉ chấp nhận tội trạng thì có phải là anh ấy đã sớm được ra tù rồi không? Bản án ban đầu chỉ có 2 năm, nếu chồng chỉ thụ án thì giờ này hai người đâu cần phải vất vả như vậy. Chồng của tôi không thể thừa nhận một hành động mà anh ấy không hề làm. Anh ấy bị phán tội chỉ vì một lý do hết sức ngớ ngẩn, là dựa vào ngoại hình thôi. Đó là một sai lầm của những người hành pháp khi đó, mà chồng tôi chính là nạn nhân của họ. Chồng chị thà chịu án tù tới 47 năm còn hơn là thừa nhận mình phạm tội và chỉ phải chịu 2 năm tù sao? Công tố viên Lacey à, chồng tôi không phải là cướp. Nếu chúng tôi chấp nhận 2 năm tù ấy thì danh dự của Ruben sẽ bị ảnh hưởng suốt quãng đời còn lại, trong khi anh ấy vô tội mà. Và sẽ có một ngày chúng tôi chứng minh được điều đó. Những bằng chứng chứng minh chồng chị có những chứng cứ ngoại phạm khi các vụ cướp xảy ra, khi đó trong hồ sơ là do chị tự tìm kiếm sao? Đúng vậy, tôi đã thu thập bản chấm công của Ruben. Đồng nghiệp của Ruben cũng sẵn sàng ra tòa làm chứng cho anh ấy. Tất cả những bằng chứng này đều đủ cơ sở để chứng minh cho Ruben vô tội. Anh ấy có chứng cứ ngoại phạm và cả nhân chứng nữa. Nhưng mà tòa án chưa bao giờ xem xét đến những chứng cứ này. Không biết chị và anh ấy cưới nhau được bao lâu rồi? Vừa mới 5 tháng là anh ấy bị bắt rồi. Đến cả tuần trăng mật chúng tôi còn chưa kịp đi nữa. Mới đây cũng đã 12 năm rồi. Chị là một người vợ vĩ đại Maria. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để lật lại vụ án này. Với những bằng chứng mà chị đã thu thập, tôi sẽ kết hợp với hồ sơ vụ án của năm đó để trình đơn kháng cáo cho chị một lần nữa. Nếu những chứng cứ được chứng minh là đúng sự thật thì tôi tin rằng chồng chị sẽ sớm được trả lại công bằng thôi. Thật vậy sao? Công tố viên Lacey, hy vọng anh có thể lấy lại sự trong sạch cho chồng của tôi. Với tất cả những bằng chứng ngoại phạm đã được xác thực mà tôi đã trình lên thẩm phán và hội đồng xét xử, tôi tin rằng anh Ruben Martinez là vô tội và xứng đáng được trả tự do. Bị cáo Ruben Martinez, vào tháng 5 năm 2007, anh đã bị cáo buộc với tội danh cướp tài sản của tổ chức và phải nhận bản án 45 năm 8 tháng tù giam. Đến nay, bị cáo đã thi hành án được 12 năm 3 tháng. Theo yêu cầu của công tố viên liên bang Jackie Lacey, tòa án tiến hành điều tra lại vụ án. Dựa vào những bằng chứng mà thân nhân của bị cáo cung cấp, đã chứng minh bị cáo Ruben Martinez có những chứng cứ ngoại phạm. Nay tòa tuyên bố, bị cáo Ruben Martinez vô tội. Chúc mừng anh Ruben, cuối cùng thì anh đã có thể được giải oan. Tôi cũng hoàn thành được nhiệm vụ của mình, không phụ lại sự tin tưởng của vợ chồng anh. Sau 12 năm, anh đã được tự do rồi. Cảm ơn anh, Jackie.
anh đã trả lại sự trong sạch cho tôi. Tôi chỉ giúp anh nộp đơn kháng cáo lên tòa án thôi Ruben à. Người thật sự giúp anh lấy lại sự minh bạch của mình là Maria. Mọi chứng cứ chứng minh anh vô tội là do cô ấy thu thập được. Tôi chỉ giúp anh một phần rất nhỏ mà thôi. Tôi biết may mắn lớn nhất cuộc đời tôi chính là cưới được cô ấy làm vợ. Nhờ có sự kiên trì của cô suốt 12 năm mà hôm nay tôi mới có thể góp một chút công sức để Ruben được tự do. Thật lòng tôi rất khâm phục cô Maria. Khi có đủ tình yêu thì tôi tin rằng bất kỳ ai trong hoàn cảnh của tôi cũng sẽ làm như vậy cả. Bây giờ tôi cảm thấy thật sự an ủi, vì sau nhiều năm như vậy tôi đã có thể giải oan được cho chồng của mình. Từ giờ chúng tôi sẽ lại có thể ở bên nhau rồi. Tòa án quyết định bồi thường cho anh Ruben 600.000 đô. Hy vọng rằng hai người sẽ dùng số tiền này để bắt đầu một cuộc sống mới. Không gì có thể đổi lại 12 năm chồng của tôi chịu tù oan cả. 4.500 ngày chúng tôi phải xa nhau. Số tiền đó với chúng tôi chẳng có nghĩa lý gì cả. Nỗi đau suốt 12 năm qua của vợ chồng tôi, người ngoài không thể hiểu thấu được, càng không thể dùng tiền đó để khỏa lấp được đâu. Tôi hiểu điều đó chứ. Tôi thành thật xin lỗi hai người, vì các đồng nghiệp của tôi đã có quyết định sai lầm, khiến cho anh Ruben phải chịu oan. Nhưng mong hai người hiểu cho, đó chỉ là một sai sót trong quá trình xử lý vụ án thôi. Hệ thống luật pháp của đất nước vẫn luôn công bằng đối với tất cả mọi người. Không đâu anh Lucy à, chúng tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Nhờ có anh mà chồng của tôi mới có thể được minh oan chứ. Đúng thế Lucy à, chúng tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào luật pháp. Và điều quan trọng là cuối cùng chúng tôi cũng được đoàn tụ. Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật xảy ra tại Los Angeles, Mỹ. Phát minh ra áo chống đạn dùng sợi Kevlar. Mary, bánh pizza đã chuẩn bị sẵn sàng. Địa chỉ 55 phố Louis, xong rồi nè em. Được rồi, để em đi giao hàng nhé. Dạo này tay nghề của anh lên cao hẳn. Ai ăn bánh cũng khen ngon tuyệt anh ạ. À. Bao nhiêu tâm huyết anh dồn vào nó, tất nhiên là phải ngon rồi mà. Hay để anh đi cho, em cứ trông cửa hàng đi. Chứ ai lại để vợ tương lai của anh đi giao hàng được chứ. Thôi, lát nữa có đoàn khách đến, họ báo số lượng rất lớn. Anh cứ lo làm thêm bánh đi, em đi được mà. Để lát anh về làm thêm cũng được. Cứ để đấy, để anh đi giao hàng cho khách. Không sao, em đi được. Thời tiết hôm nay cũng không có nắng mà. Hơn nữa, em có phải tiểu thư con nhà danh giá gì đâu. Anh đừng lo, em đi sớm rồi về sớm mà. Em thật là cứ nhất nhất làm theo ý mình cơ. Được rồi, đi cẩn thận em nha. Alo, Mary hả? Cái gì? Sao lại có thể xảy ra chuyện đó được chứ? Được rồi, anh tới ngay. Em cứ ở yên đấy đợi anh, không được đi đâu nghe chưa? Em đừng sợ, đã có anh ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra với em nữa đâu. Anh xin lỗi vì đã để em đi giao hàng một mình. Lần sau nhất định anh sẽ không để em gặp phải nguy hiểm đâu. Đây là con ngõ nhỏ, lại không lắp CCTV nên khó có khả năng ghi lại được hình ảnh của chúng. Cô còn nhớ chi tiết gì về chúng không? Bất kỳ một chi tiết nào dù là nhỏ nhất cũng được. Không, chúng bịt kín mặt nên tôi không nhìn ra. Hơn nữa lúc đó tôi sợ quá, tôi chỉ biết khóc mà thôi nên tôi không nhìn thấy được gì cả. Được rồi, em bình tĩnh đi. Không sao, em không sao là tốt rồi. Để anh bắt được bọn chúng, nhất định anh sẽ không tha đâu. Bực thật đấy, dám cướp của vợ anh à. Anh ơi. Có chuyện gì vậy em? Lại có đơn đặt hàng mới à? Anh sắp xong mẻ bánh này rồi. Em cứ để đơn ở đấy, anh đi giao hàng cho. Vâng, một đơn hàng mới. Và đơn hàng đó lại tới số 55 phố Louis, chính con phố mà trước đây bọn cướp đã từng phục kích em. Chẳng lẽ lại là chúng ư? Đúng rồi, số 55, nhất định là chúng. Sao chúng lại táo tợn và manh động thế được chứ? Có lẽ bọn chúng nghĩ rằng con phố này không gắn camera, lại là đường cục,
dễ dàng hành động nên mới tiếp tục thực hiện phi vụ gian dở đó. Lần này anh nhất định không thể để chúng thoát được. Chính tay anh sẽ bắt chúng. Dám có ý đồ xấu với vợ anh à? Hay là chúng ta báo cảnh sát đi anh. Nếu chúng ta tới đó, chúng sẽ chặn đường và lại cướp tiền như lần trước thì sao? Em không muốn có chuyện gì không hay xảy ra. Không, nếu cảnh sát tới, chúng sẽ chột dạ mà rút lui. Lần này hãy để anh giao hàng, nhất định chính tay anh sẽ bắt chúng. Không, anh không thể đi được. Chúng rất manh động, nếu anh có mệnh hệ gì, em biết sống sao chứ. Để em gọi điện báo cảnh sát, họ sẽ tới đó phục kích trước. Không sao đâu em, anh nhất định sẽ bình an trở về mà. Em phải tin tưởng vào anh chứ. Anh khỏe mạnh thế này cơ mà. Davis, nghe em nói đã Davis. Anh ơi, nguy hiểm lắm. Đây đúng là địa chỉ số 55, ngõ Louis rồi mà. Chúng chỉ quanh quẩn đâu đi. Liệu có khi nào chúng lẫn ở một góc nào đó, rồi sẽ xông ra tóm mình từ đằng sau không nhỉ? Lại còn giấu hả? Khùng hồn thì mang hết tiền ra đây. Nếu không, chúng ta sẽ lấy mạng của ngươi đấy. Chọn đi, tiền hay là mạng sống đây. Không, nó có súng. Chẳng lẽ nó là cảnh sát phục kích bọn mình ư? Hai người tưởng tôi sợ ư? Lần trước hai người đã phục kích và suýt nữa làm hại vợ tương lai của tôi. Nhưng giờ thì đừng hòng. Chính ta tôi sẽ bắt hai người giao nộp cho cảnh sát. Đi thôi, chúng ta đã cướp được tiền rồi. Mau đi thôi, kéo cảnh sát lại kéo tới bây giờ. Ơi dạ, đau quá. Mình bị trúng đạn rồi ư? Thật là bực mình mà. Đã để bọn chúng trốn thoát mất rồi. Em đã nói với anh rồi, việc bắt cướp là của cảnh sát. Tại sao anh phải liều mình như vậy chứ? Thì giáp mặt tên cướp, anh không thể đứng im mà nhìn được. Chỉ không ngờ rằng chúng lại có hai tên hung hãn như vậy. Lần sau em không cho phép anh làm những chuyện nguy hiểm như vậy đâu. Nếu phát súng này lấy mạng anh thì sao chứ? Lúc đó em sẽ ân hận cả đời đấy. Mình có báo cảnh sát lúc đó, họ cũng có thụ lý đâu. Ây da, đau quá. Anh có sao không? Cũng may là lần này chỉ là bị thương ở chân, không ảnh hưởng đến tính mạng đấy. Sau này anh đừng liều mạng như thế nữa. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Đến giờ mà anh còn đùa được. Suýt chút nữa thì em đã không thể gặp anh được rồi ấy chứ. Hôm nay là vết thương nhỏ, nhưng ngày mai chúng sẽ quay lại trả thù anh thì sao? Alo? Sao? Anh nói gì? Cửa hàng của tôi bị cháy ư? Không, không thể như thế được. Tụi cướp đã... Không, công sức bao năm của tôi không thể bốc hơi như vậy được. Anh nhất định phải cứu cửa hàng của chúng mình. Không thể để nó cháy hết sạch như vậy được. Kỳ anh, bình tĩnh đi anh. Anh đừng như vậy mà. Ngọn lửa rất lớn, anh lại vừa bị thương xong. Nghe em đã. Lũ khốn nạn, tụi nó phải trả giá. Lúc này anh phải bình tĩnh. Anh có đi tìm tụi nó thì cũng chẳng giải quyết được điều gì, mà chỉ còn làm mọi việc tồi tệ hơn mà thôi. Nghe em, còn em ở đây, chúng ta sẽ gây dựng lại từ đầu, được không anh? Cháy hết rồi, thành than hết rồi. Từ giờ anh được sống sao đây chứ? Anh đã là một kẻ trắng tay, tiền bạc của anh giờ đã mất hết cả rồi. Anh mất tất cả rồi. Cửa hàng đã cháy rồi, toàn bộ tài sản của mình cũng không cánh mà bay. Mình chỉ còn $70 trong túi. Những ngày tới phải sống thế nào đi? Theo tin chúng tôi mới nhận được, các nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm DuPont đạt bước đột phá trong công nghệ lốp xe. Họ chế tạo thành công mẫu sợi tổng hợp mới mang tên Kevlar, nổi bật nhờ đặc tính nhẹ, mềm dẻo và bền gấp 5 lần thép. Anh David, em mang cơm tới nè. Anh ra ăn đi cho nóng. Sáng nay, đã có hai cảnh sát bị bắn trọng thương trong một cuộc đụng độ với toán cướp có vũ trang tại phố Ron. Em thấy nguy hiểm quá anh ạ. Đến cảnh sát còn bị bắn trọng thương. Súng đạn chẳng chừa một ai. Gặp đâu là xuyên đó.
Thế thì làm sao không bị xuyên? Đúng rồi, tại sao chúng ta lại không sáng tạo ra một loại áo gì đó có thể chống đạn, làm cho viên đạn không thể xuyên thủng được chứ? David, anh có làm sao không? Không thể nào, làm gì có loại áo nào có thể chống lại sức mạnh của những viên đạn đó chứ. Ngay cả đến bức tường nó còn xuyên qua được, huống chi là da thịt con người. Không thử, làm sao biết là không thể chứ. Ban nãy, em có nghe được tin là có một loại sợi nhẹ, mềm dẻo, lại bền gấp 5 lần thép cơ mà. Chúng ta có thể sử dụng sợi đó để chống lại viên đạn nhỏ bé, hung dữ kia. Em nhìn xem này, đây chính là mẫu áo chống đạn mà anh mới phát minh ra. Anh đặt tên nó là cơ hội thứ hai. Nó cũng có khác những chiếc áo bình thường khác đâu. Em nghĩ nó sẽ chẳng chịu được sức công phá của những viên đạn đâu anh. Đó là cảm quan ban đầu thôi. Chứ thực chất, chiếc áo này được anh lót thêm 10 lần loại vải đặc biệt, được đan thành một tấm lưới bằng sợi Kevlar, mềm dẻo gấp 5 lần so với thép. Tại sao lại là một tấm lưới? Anh không thấy nó quá mỏng manh sao? Em thử tưởng tượng tấm lưới trong môn bóng đá nha. Khi quả bóng được sút đi với tốc độ nhanh, nó chạm vào lưới, những sợi dây kết thành tấm lưới sẽ bị kéo giãn ra, đúng không? Chính sự mềm dẻo này làm cho lực sút phải dàn trải trên một diện tích lớn hơn. Và khi tất cả những sợi dây trong tấm lưới lại được kết nối với nhau, những sợi dây nơi quả bóng lao vào sẽ kéo những sợi dây bên cạnh nó. Cứ như vậy, cho dù trái bóng có lao vào vị trí nào trên tấm lưới thì cả tấm lưới cũng sẽ cùng làm giảm năng lượng của trái bóng. Nhưng đấy là quả bóng. Anh có biết tốc độ bay của đạn kinh khủng thế nào không? Vậy để anh thử nha. Anh sẽ chứng minh cho em thấy chiếc áo của anh quả thật có thể cản được viên đạn. Sao cơ? Thật là kỳ diệu. Viên đạn không thể xuyên qua chiếc áo đó thật ư? Đúng vậy em yêu. Anh đã thử rất nhiều lần, sau nhiều thất bại thảm hại, anh mới tìm ra nguyên lý này. Giờ đây, anh sẽ bán thiết kế này cho cảnh sát. Chúng ta có cơ hội thứ hai và có thể làm lại từ đầu. David à, anh thật kiên trì. Mặc dù hiệu quả của sợi Kevlar đã được chứng minh, nhưng chúng tôi không dám chắc rằng chiếc áo của anh có thể chống được đạn thật. Tôi đã thực hành rất nhiều thí nghiệm và đều cho kết quả rất khả quan. Viên đạn không thể xuyên qua chiếc áo này được. Nhưng đó chỉ là thí nghiệm khi anh treo chiếc áo này lên. Còn khi bắt cướp và chiến đấu, nó sẽ nằm trên da thịt của các đồng chí cảnh sát đấy, David ạ. Và tôi rất tiếc tôi không thể lấy tính mạng đồng nghiệp của mình ra để trêu đùa. Được, vậy tôi sẽ đích thân mặc chiếc áo này vào người và đứng ra làm thí nghiệm cho các ngài thấy chiếc áo này khi mặc vào thực tế sẽ như thế nào. Anh có điên không? Anh chắc chứ? Tôi hoàn toàn tin vào phát minh của mình. Tôi sẽ thực hiện thí nghiệm đó ngay bây giờ. Và các ngài không cần phải gọi xe cứu thương đâu. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho quyết định hôm nay của tôi. Nào anh bạn, hãy bắn đạn về phía tôi. Và các ngài sẽ thấy được hiệu quả thật sự chiếc áo chống đạn này mang lại ra sao. Nhưng tôi hơi run. Nếu chẳng may viên đạn trúng phải anh thì sao chứ? Anh đừng quá lo lắng. Tôi đã thử nghiệm chiếc áo này rất nhiều lần và tôi hoàn toàn tin vào tác dụng của nó. Nó thực sự sẽ cản phá được viên đạn mà anh bắn ra đấy. Nếu anh cứ khăng khăng như vậy, tôi sẽ bắn. Anh chuẩn bị sẵn sàng nha. Mặc dù trúng đạn, nhưng tôi không hề bị thương. Chúc mừng anh, anh đã có một phát minh vĩ đại. Tôi tin chắc rằng chiếc áo chống đạn của anh sẽ mang lại sự an toàn tuyệt đối cho các chiến sĩ cảnh sát. Vậy là sau hơn 30 năm sau cuộc đối đầu với nhóm cướp, công ty sản xuất áo chống đạn của David đạt doanh thu 24 triệu đô la Mỹ một năm, trước khi được bán lại với giá 45 triệu đô la Mỹ. Cơ hội thứ hai của David đã trở thành nền tảng cho mọi loại áo chống đạn hiện đại dùng cho quân đội và các lực lượng hành pháp khắp thế giới. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về Richard David, chủ một tiệm bánh pizza tại Mỹ, người phát minh ra áo chống đạn dùng sợi Kevlar,
sau này trở thành trang thiết bị tiêu chuẩn cho cảnh sát Mỹ. Hạnh phúc đi thuê. Anh thật tàn nhẫn, chỉ vì cô ta mà anh lỡ phủi bỏ tình cảm của chúng mình từng vun đắp suốt 5 năm qua ư? Donna à, con người bội bạc đó đâu đáng để cậu phải khổ tâm như vậy đâu. Cậu hãy nghĩ thoáng ra một chút, chỉ là trở về thời kỳ độc thân thôi mà, có gì lạ lẫm lắm đâu. Thôi nào, suy cho cùng, yêu sai người chẳng thà không yêu còn hơn. Phải làm sao thì cậu mới thoát khỏi cảm xúc tồi tệ này đây? Hay là cậu thử bước vào một mối quan hệ mới đi, biết đâu sẽ tốt hơn. Hình như hạnh phúc bỏ quên tớ rồi phải không anh Ma? Giờ nhìn đâu tớ chỉ toàn thấy màu u tối. Tớ biết có cửa hàng này đặc biệt lắm, có thể giúp được cậu đấy. Đó, hay là cậu thử đi xem sao, có khi nó sẽ giúp cậu vượt qua khoảng thời gian trống trải này. Tớ nghe nói dịch vụ này đang được giới trẻ ưa chuộng lắm nè. Cảm ơn cô đã tin tưởng đến với cửa hàng cho thuê hạnh phúc. Không biết cô đã tham khảo gói dịch vụ nào của chúng tôi rồi ạ? Tôi cũng có tham khảo qua nhưng chưa được rõ lắm. Thời hạn và hiệu quả của các gói dịch vụ hạnh phúc cụ thể thế nào vậy chị? Chị có thể giải thích rõ hơn giúp tôi được không? Vâng, vậy tôi xin phép giới thiệu qua với cô nhé. Đầu tiên là gói dịch vụ hạnh phúc có thời hạn 1 tuần. Đây là gói có chi phí thấp nhất. Gói này thường chỉ những ai tò mò về dịch vụ sẽ thuê thôi cô ạ. Còn đây là gói dịch vụ có thời hạn sử dụng 1 tháng. Vì thế, chi phí của gói này cũng sẽ đắt hơn. Tuy nhiên lại được đa số khách hàng lựa chọn vì thời gian vừa đủ để họ trải nghiệm. Thế còn gói thứ 3 thì sao vậy chị? Chắc hiệu quả tuyệt vời lắm phải không? Đúng vậy đó cô. Gói này có thời hạn 1 năm. Nhưng cũng vì thế, mọi người cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định sử dụng dịch vụ hay không. Bởi vì nó rất dễ khiến người dùng bị nghiện và phụ thuộc đó. Hiện tại, cửa hàng có 3 gói dịch vụ thuê hạnh phúc mà tôi vừa giới thiệu. Không biết cô có ưng gói nào không? Để tôi tư vấn kỹ hơn ạ. Nói chung, mỗi gói dịch vụ sẽ có những ưu điểm riêng. Chi phí gói dịch vụ này thì thế nào vậy chị? Chắc cô chưa biết. Chi phí dịch vụ ở cửa hàng chúng tôi không tính bằng tiền mà được tính bằng thanh xuân. Cụ thể, để trả cho gói 1 tuần thì cô phải đánh đổi bằng 5 năm thanh xuân. Với gói 1 tháng sẽ phải trả bằng 10 năm thanh xuân. Và với gói 1 năm thì giá sẽ cao hơn, tương đương 20 năm thanh xuân cô ạ. Thuê hạnh phúc bằng thanh xuân, cái giá này chẳng phải quá đắt hay sao? Tôi có nghe nhầm không vậy? Làm gì có ai đánh đổi thanh xuân chứ? Cô có biết là có người phải dành cả cuộc đời để đi tìm hạnh phúc. Thậm chí có người còn bất chấp tất cả chỉ để có được một ngày hạnh phúc. Còn cô chỉ cần bỏ ra 5-10 năm thanh xuân để có nó. Vậy mà cô còn đắn đo sao? Thôi được rồi, tôi sẽ thử thuê gói 1 tháng. Sau đó nếu hài lòng, có thể tôi sẽ gia hạn thêm hoặc thuê luôn gói 1 năm. Cô yên tâm, chắc chắn dịch vụ của chúng tôi sẽ không khiến cô phải thất vọng đâu. Mời cô ra quầy để tôi làm hóa đơn ạ. Chờ tôi với, cho tôi đi cùng với ạ. Cô có sao không? Làm gì mà tay xách nách mang thế? Có cần tôi bê giúp không? Cảm ơn anh. Tôi không sao. Chỉ là một chiếc thùng nhỏ thôi, tôi bê được. Cô Donna, hôm nay cô có gì vui đúng không? Mặt cô đỏ hết cả rồi. Tôi quả thực từ ngày vào công ty tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô yêu đời như vậy đó. Cứ thế mà phát huy nhé. Nhìn lúc cô cười, đôi mắt to tròn của cô cuốn hút lắm đấy. Tớ có nhìn nhầm không vậy? Hay tớ vừa bỏ lỡ chuyện gì sao?
cô gái hàng ngày ủ rũ, chán chường đâu rồi? Sao tự dưng có người yêu đời bất thường thế kia? Ồ, thế này, chắc không cần tới dịch vụ thuê hạnh phúc nữa rồi nhỉ? Tớ vừa thuê rồi đây, tuy hơi đắt một chút, nhưng cũng đáng vì chưa khui hàng, nhưng đã có hiệu quả rồi. Cảm ơn cậu nhiều anh Ma, vì đã giới thiệu cho tớ một dịch vụ quá tuyệt vời. Đây á, cho tớ xem ké với, tò mò ghê. Tưởng nói chơi, ai ngờ cậu lại thuê thật à. Wow, trước giờ tớ cứ nghĩ những thứ này chỉ có trong phim truyện. Không ngờ hôm nay được chứng kiến nó ngay ngoài đời thực đấy. Thế từ lúc sử dụng, cậu thấy thế nào rồi? Tuyệt như nào, kể tớ nghe đi. Bầu trời của tớ không còn xám xịt ảm đạm nữa. Tớ đã dần cảm nhận được tình yêu đang đến với tớ rồi. Chỉ với chạm tay khi nãy cũng làm tớ rung động. Phải thế chứ, luôn mỉm cười, hạnh phúc sẽ tới. Từ giờ, chiếc hộp này sẽ luôn đi theo tớ. Jonah, cô làm ăn kiểu gì vậy? Nhắm không làm được thì viết đơn xin nghỉ đi. Tôi bỏ tiền ra trả lương cho các cô không phải để nhận về những sản phẩm tồi tệ như thế này. Cô nhìn xem, mấy cái gạch đầu dòng như thế này mà cô cũng cho đó là bản kế hoạch sao? Nếu không nhờ cô Tracy xem lại, tôi cứ gửi bản này cho khách hàng thì danh dự và uy tín của công ty sẽ như thế nào, cô biết không? Donna à, mệt thì về nghỉ ngơi đi, đừng cố quá, không khéo lại đổ bệnh thì khổ. Dạo này tôi thấy cậu xanh xao quá rồi đấy, nhìn lúc nào cũng như người vừa ốm vậy đó. Đừng ý còn trẻ mà chủ quan, kẻo có ngày hối không kịp đâu. Biết là vậy, nhưng sáng mai mình phải nộp bản kế hoạch cho sếp rồi, nên phải cố thôi. Vậy cậu ráng làm nốt rồi yên tâm về nghỉ ngơi đi, mai tôi đưa tận tay sếp cho. Nhưng mà sếp... Trời, có gì đâu mà cậu lo. Cậu mà cứ lao lực thế này thì sẽ gục trước khi được ký hợp đồng đấy. Thôi, nghe mình, sức khỏe là quan trọng nhất, không có sức khỏe thì không làm được việc gì đâu. Dự án này tôi sẽ chuyển sang để cô Tracy phụ trách. Cô hãy dành thời gian này để kiểm điểm lại thái độ làm việc của mình đi. Nếu sự việc này còn xảy ra thêm một lần nữa thì tôi sẽ không nhắc nhở nhẹ nhàng như thế này đâu. Rõ ràng là hôm ấy, chẳng lẽ cô ấy muốn chơi xấu mình sao? Vừa đóng lại chiếc hộp lại có chuyện không hay rồi. Thế giới này thật phức tạp, đúng là không thể không có chiếc hộp này bên cạnh. Donna, bản kế hoạch lần này của cô rất tuyệt, được khách hàng đánh giá rất cao. Và cô nhìn xem, họ đã đồng ý ký hợp đồng với chúng ta rồi đó. Tổng kết quý này chắc chắn cô sẽ có thưởng lớn đó. Thật thế sao giám đốc? Em cảm ơn anh, em cảm ơn anh nhiều lắm. Được rồi, cố gắng phát huy nha. Tôi tin với năng lực và tinh thần làm việc như thế này, cô sẽ còn nhiều cơ hội thăng tiến. Khách hàng cậu giới thiệu cho mình vừa ký hợp đồng, nên hôm nay tôi sẽ mời cậu một bữa linh đình để thay lời cảm ơn. Không được từ chối đâu nhé. Nào, cậu thích ăn món gì? Để mình đặt bàn, tan ca là chúng ta tới đó luôn. Rồi rồi, tôi sẽ không từ chối đâu. Cậu đừng khách sáo thế, chúng mình là đồng nghiệp mà. Donna, cậu sao thế? Sao nói chuyện một mình vậy? Đài đang đợi cậu kia kìa. Cho phép anh mời em đi ăn tối nhé. Chiếc hộp thật hữu dụng, mình cảm nhận được hương vị hạnh phúc. Mình cứ ngỡ rằng hạnh phúc đã bỏ rơi mình từ lâu. Thật không ngờ lại có giây phút tuyệt vời này. Donna, cậu vẫn ổn chứ? Tại sao trông cậu ngày càng tiều tụy, già nua thế này? Có chuyện gì xảy ra với cậu thế? Sao mấy nay cậu không đi làm? Cậu không được khỏe trong người sao? Hay là để chiều tan ca mình chở cậu đi khám xem sao nhé. Cậu đừng lo, tớ không sao cả. Đó chỉ là cái giá mà tớ đánh đổi để có hạnh phúc thôi mà. 10 năm thanh xuân thôi, chứ có gì to tát đâu. Nhưng rõ ràng tớ thấy hình ảnh tớ đi làm siêng năng và được phần thưởng nhân viên ưu tú mà. Cái gì? Cậu điên rồi sao?
Hóa ra dịch vụ này đang tạo cho cậu những hình ảnh đẹp để cậu tự mãn và thấy hạnh phúc đấy. Tỉnh lại đi Donna, cảm giác ấy không có thật đâu. Cậu đang đánh đổi chính là thanh xuân của cậu đấy. Cậu có biết thanh xuân quý giá đến nhường nào không? Tại sao cậu lỡ? Cậu mau đi thanh lý cái dịch vụ vớ vẩn này đi. Nó đã lấy mất thanh xuân, lấy mất tuổi trẻ của cậu. Vậy mà cậu vẫn cho chính nó đã mang lại cho cậu hạnh phúc sao? Donna à, làm ơn hãy tỉnh táo lại đi. Không, không bao giờ, anh ma à. Bởi chỉ có nó mới khiến tớ hạnh phúc thôi. Cậu biết không, tớ cứ nghĩ rằng hạnh phúc đã quên tên mình rồi. Nhưng từ khi có nó, trái tim tớ đã biết rung động trở lại. Cuộc sống của tớ cũng đã tốt đẹp y như những gì tớ muốn. Vì thế, dù có phải đánh đổi 10 hay 20, thậm chí bao nhiêu năm thanh xuân, tớ cũng sẽ chấp nhận. Trời ơi, Donna à, cậu hãy dừng lại đi trước khi mọi chuyện đi quá xa. Cậu đang lệ thuộc vào thứ hạnh phúc ảo đi thuê đấy. Sao cơ? Bác sĩ nói sao? Đai bị tai nạn, đang phải cấp cứu. Vâng vâng, tôi sẽ tới ngay. Đai bị tai nạn sao? Bây giờ anh ấy đang nằm ở đâu? Tình hình có nghiêm trọng không? Mình đi với cậu nhé. Không thể nào, không thể có chuyện đó xảy ra. Chẳng lẽ quả cầu đã hết hạn sao? Đúng thế, chỉ có thể do dịch vụ đã hết hạn sử dụng. Đai đang cần cậu, cậu còn đi đâu nữa? Tớ phải đi gia hạn thêm dịch vụ thuê hạnh phúc. Có nó, Đai sẽ không sao. Chắc chắn là như vậy. Đai sẽ mau khỏe lại thôi. Tôi muốn gia hạn thêm dịch vụ 10 năm hay 20 năm thanh xuân cũng không thành vấn đề. Có quả cầu hạnh phúc này, chắc chắn Đài sẽ không sao. Mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại. Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ? Anh ấy không sao chứ đúng không ạ? Tạm thời cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, do mất máu quá nhiều, lại tổn thương phần mềm, nên chỉ khi cậu ấy tỉnh lại thì chúng ta mới yên tâm được. Không thể nào. Tại sao đến giờ anh vẫn chưa chịu tỉnh hả Đai? Anh có biết em lo cho anh như thế nào không hả? Anh mau tỉnh đi chứ. Sao anh lười vậy hả? Tình hình sao rồi? Đai vẫn chưa tỉnh à? Tại sao tớ đã đánh đổi 20 năm thanh xuân mà lúc này vẫn không thể hạnh phúc được hả anh ma? Bởi vì hạnh phúc của cậu đang nằm ở Đai, chứ không phải chiếc hộp đánh đổi kia. Bây giờ cậu có cảm giác rằng dù ôm chiếc hộp trên tay, lòng cậu vẫn lo lắng và bất an không? Chính Đai mới thực sự là hạnh phúc của cậu. Donna. Đai, em đây, anh tỉnh rồi sao? Donna, anh yêu em. Bây giờ thì em đã hiểu, hóa ra hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo ra. Bản thân mình cảm nhận, chứ không phụ thuộc vào một dịch vụ nào đó. Bát cháo cát. Ông trời ơi, dân đen chúng con chưa đủ nghèo khổ hay sao mà ông còn giáng thiên tai xuống thế này? Phải đi, chứ chúng ta cũng hết cách rồi. Mấy hôm nay nhà chẳng còn hạt gạo, khoai sắn cũng bị nước lũ nhấn chìm trong bùn. Tôi đã nhịn cả mấy bữa rồi, đói quá. Con trai, con dâu của tôi bị nước lũ cuốn đi còn chưa rõ tung tích. Nhà thì sập rồi, biết ở đâu bây giờ? Sắp tới chỉ còn cách cấp bị đi ăn xin thôi. Nơi nào cũng đói khổ, thiên tai hoành hành,
chỉ sợ chẳng ai còn mà bố thí cho chúng ta cả đâu. Chỉ còn cách trông chờ vào triều đình cứu trợ thôi các ông bà ạ. À. Dạ thưa hoàng thượng, vùng phương Nam đang bị nước lũ nhấn chìm, mùa màng của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lương thực cạn kiệt, ai nấy đều rơi vào cảnh khốn cùng. Khẩn thiết xin hoàng thượng cứu trợ thiên tai, nếu không rất nhiều người dân sẽ bỏ mạng mất cả. Được, ta phê chuẩn tấu sớ của các khanh, hãy mở kho lương thực để cứu đói dân nghèo. Hoàng thượng thư, quan bộ hình, các ngươi là những quan đầu triều, hãy thay mặt ta về phát lương thực cho người dân vùng phương Nam. Cảm tạ hoàng thượng, chắc chắn dân chúng sẽ đa tạ ân đức của người. Các khanh hãy đảm bảo cho người dân nào cũng được cứu trợ, không được bỏ đói bất cứ người nào, rõ chưa? Chúng thần xin dân lệnh. Nào, ông già kia, đến lượt ông rồi đó, ăn bát cháo này đi cho ấm bụng. Bao gạo này là đồ cứu trợ của nhà vua phát cho dân nghèo, ông cầm lấy. Đa ơn ân đức nhà vua, dân nghèo chúng tôi được cứu rồi. Của tôi, tránh ra. Tôi được trước, gạo của tôi đâu? Nào nào nào, đứng vào hàng đi chứ, từ từ rồi ai cũng có phần, không được xô đẩy tranh cướp nhau. Trật tự, nếu không ta không phát nữa bây giờ. Ngày nào hàng ngàn người cũng tới nhận đồ cứu trợ do triều đình phân phát, nếu tình ý sẽ thấy có những người khá giả trà trộn vào hàng. Đúng vậy, trong họ còn rất mạnh khỏe hồng hào, chắc chắn là cố tình giả nghèo giả khổ, mặc quần áo rách để lấy đồ, thật là vô lương tâm. Nếu phát hiện được ai, ta sẽ trừng trị thật nghiêm làm gương. Hay là chúng ta ngừng cấp cháo để xem xét tình hình thế nào đã, xem ai thực sự là người bị nạn. Làm thế không ổn, trong số này quả thực rất nhiều người nghèo, nếu ta chỉ dừng phát cháo cứu trợ thì họ sẽ không có gì ăn, thậm chí là chết đói. Ta sẽ viết tấu thư trình lên hoàng thượng xem người có cao kiến gì để giải quyết. Ngài nghĩ phải lắm. Ta vừa nhận được tin của hoàng thượng thư gửi về phương Nam. Với tình hình như vậy, khanh vốn là người thông minh, xem có cách nào giải quyết để nhận ra người dân bị nạn thực sự không. Dạ, xin hoàng thượng chuẩn tấu cho thần được về đó một chuyến, thần sẽ thị sát tình hình và đưa ra được đối sách đã. Ta phê chuẩn, các khanh hãy cố gắng làm tròn nhiệm vụ ta giao phó. Tình hình người dân phương Nam khốn khổ như vậy, ta không thể an lòng. Thần xin vâng lệnh. Trời ơi, vừa lũ lụt xong thì giờ nắng như thiêu như đốt, khắp nơi đều tỏa ra hơi thở của sự diệt vong và nghèo đói. Dân chúng đã bị đẩy vào đường khốn cùng rồi. Tể tướng, ngài đã đến rồi, chúng tôi mong ngài mãi. Tình hình cả ngàn người dẫn đến mỗi ngày, không ổn rồi. Nếu tình trạng này kéo dài, nguồn lương thực ngày một cạn kiệt, mà dân nghèo cũng không nhận được sự hỗ trợ tốt nhất của triều đình, phải nghĩ ra cách nào đó. Chúng tôi chỉ kịp phân phát, chứ không có cách nào phân biệt được người nào thực sự là nạn nhân của thiên tai, người nào là kẻ mạo danh nghèo khổ. Đây là nồi cháo cứu trợ hôm nay đây ư? Vâng, thưa tể tướng, toàn là cháo mới nấu đó ạ. Hôm nay sẽ phát tổng cộng 10 nồi cháo tất cả. Trời ơi, tể tướng, ngài làm gì vậy ạ? Nồi cháo đưa ngon lành lại bỏ cát vào làm gì? Bẩn hết cả nồi cháo, làm sao chúng tôi nấu lại cho kịp? Mà bỏ đi thì thật là lãng phí. Không sao, cứ phát cháo như bình thường. Tể tướng đi đường xa tới đây, còn mệt mỏi trong người hay sao mà lại hành xử lạ lùng như vậy chứ? Hay là ngày ấy coi thường dân chúng nghèo khổ, muốn bày trò ra tiêu khiển đây? Thật là, nồi cháo đang ngon lành thế này, ai ăn được chứ? Tể tướng, sao ngài lại làm vậy? Chuyện đến tai dân chúng thì chúng ta thật chả ra làm sao. Ai đời những mệnh quan triều đình đã không giúp gì cho dân,
lại còn đi hại miếng ăn của họ như thế chứ? Các ngài hãy khoan dỗi trách ta, hãy quan sát cho kỹ. Cháu toàn cát thế này, nuốt sao nổi chứ? Đứng để xếp hàng cả sáng nắng nôi mà được có thế này, ta không thèm nữa. Đúng vậy, vậy thôi ông. Xếp hàng mỏi cả chân mà đồ cứu trợ thế này, tôi cũng chả cần nữa. Có lẫn chút cát thôi mẹ à, mẹ cố gắng nuốt một tí cho lại sức. Có cháu thế này là may mắn lắm rồi con à. Mẹ không kén chọn gì cả, con cũng ăn đi. Nếu như bỏ cát vào cháu, những kẻ giả danh sẽ không thể nuốt được. Những nạn nhân thực sự vì quá đói nên sẽ không để tâm quá nhiều khi có một chút cát trong cháu. Các ngài chỉ việc đứng đây quan sát, ai thực sự cần cứu trợ hãy phát thêm bao lương thực cho họ. Hóa ra tể tướng có chủ ý cả, ngài thật là thông minh, quả không hổ danh với tiếng tăm lâu nay, ngài làm chúng tôi thật nể phục. Phải đó, vấn đề cứu trợ đã được giải quyết triệt để rồi. Thôi, chúng ta mau ra giúp binh lính một tay phát đồ cứu trợ, họ làm không ngớt tay từ sáng rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.